Xin chào các bạn trở lại với nhóm review. Thì hôm nay nhóm sẽ review cho các bạn về cái mạch điều khiển LED là mạch LED DK-AVR16min. Mạch sử dụng vi điều khiển ATmega8 tương thích với lại chuẩn nạp ISP. Thì nó sẽ hỗ trợ phần mềm lập trình LED MH và mạch nạp ISP. Mạch sử dụng điện áp 5V DC 5V hoặc là 12V DC. Có LED báo nguồn. Và các LED báo đầu ra. LED báo trạng thái đầu ra. Thì mạch này có 16 cổng đầu ra, sử dụng IC công suất là D882. Thì công suất khuyến cáo của nó là 1.2A trên một cổng. Các cổng connector để dễ dàng kết nối với lại LED. Sử dụng IC thời gian thực DS1307 và pin CMOS. Có hai giắc cắm cho quang trở và hồng ngoại để lấy tín hiệu vào điều khiển. Connector để mở rộng mạch đầu ra của 74HC595. Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến những video của nhóm. Hãy comment những gì bạn muốn và đừng quên like, share và subscribe cho nhóm nha. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video lần sau.